chào các bạn. Tôi đang đứng trên đường Trần Phú, đường này dọc theo bờ biển của Nha Trang, hotel quá sát cao, mấy chục tầng. Đây là tôi ở hotel này, đây gọi là Masova, cũng tất cả là 21 tầng. Ở trên nó có piscine, ở trên luôn có hồ bơi đó. Đó, Masova. Tôi thì ở tầng thứ 9. Dọc dọc đây quá xa, hotel cao. Hotel Masova là 4 sao, còn tất còn mấy hotel khác cũng cao. Chắc cũng 4 sao, 5 sao này. Cái bên này là hồi xưa có nhà đây, thì gọi là resort đây nè. Resort là Anamandara Mandara. Resort này nhà nước phá, tại vì các người là nó che mất biển đó. Thử nhà đường phá nè. Mấy nhà mà cắt ở đây thì che khuất biển, thử phá đằng cho nó thoáng. Đây hồi xưa là một cái resort. Sau này chắc có lẽ cái chỗ này là làm sạch ra, làm cái chắc công viên hay gì đó, giống như Vũng Tàu vậy đó. Nó đẹp, trồng cây trồng gì. Ở Vũng Tàu thì có công viên nó trước, có biển rất là đẹp, để cho tôi đi bộ này kia đó. Đường đập đây mới có mấy cây chuối nè, chuối kiển nè, kiển đẹp. Bên kia là biển nè, bên kia là biển. Hotel là gọi là Queen Anne, quá sát cao, cũng ba mấy tầng nữa. Là tới trên thấy muốn chóng mặt luôn, cao quá cao. Đây mấy đường mòn nè, họ muốn đi ngang tắt ra biển nè. Mấy đường mòn. Đây bây giờ là Quang Du. Mình thử người ta muốn đi đâu đi. Yeah, sông Hồng. Ở đây toàn là hotel với tiệm bán đồ lưu niệm này kia đó, bán đồ cho khách. Ở đây thường còn nhiều là khách người Nga. Thử có tiếng để tiếng Nga đó, cái chỗ công ty du lịch để tiếng Nga. Còn đây là chắc có người qua nè, để tiếng Tàu này kia. Ông đó mình sợ tôi người qua, nó tiếng qua tôi. Nhà thì cao quá, bạn hơi cao lắm. Wow, cao chóng mặt luôn. Nhà này cũng cao nè. Đây hồi xưa là trung tâm shopping nè. Đó, bây giờ đóng cửa hết ra, giờ là dẹp hết.
Đây là Beach Club Restaurant đó nè, cũng dạp hết luôn, đang cho nó thoáng. Bây giờ người ta đi không thấy cái bãi biển đâu hết. Cũng xây cái mấy cái hồ này kia đó, à, cũng bị dẹp hết rồi. Đó, mấy cái hồ này kia. Nó làm cũng đẹp hồi xưa, mấy cây dừa. Đó, bây giờ cũng dẹp hết. Là cái cầu, cái cầu nhỏ thôi. Điện tập quá thì nhiều. Đây hồi xưa là cũng là có cái hồ bơi đây, bây giờ cũng là hồi xong rồi, bỏ hết hồ bơi. Có chỗ này có nhiều chỗ massage chân rồi spa. Hồ bơi nè, thấy không? Đó, hồ bơi đó, bây giờ đâu còn hồ bơi gì nữa. Đó, thấy nhà hàng cao cao không? À, này cũng cao dữ. Nó tên chắc nó làm cái hồ bơi tên đó. Hồ bơi nhỏ thôi chứ không có lớn. Giờ đi ra bãi biển. Thấy đông người không biết nó làm gì đây. Cầu hồi xưa này giờ bỏ không, bỏ hết, bỏ quang hết, ít ngày này chắc ta đập hết. Đây là ta đi chơi nè, tắm rồi chơi qua lê. Đây có đường đi xe này, đi bộ, đi xe đạp chơi cũng vui. Đi xe đạp đi bộ. Chỗ này có cái bar cà phê nè, cho ta ngồi uống nước. Chỗ này để máy bao cát bạn, cho sóng nó đừng có lên nè, sóng đừng lên tới đây. Chơi vô lê thấy mấy người Ngạo Bắc không, thấy không? Ngạo Bắc chơi vô lê này kìa. Ồ, giờ gió dữ, sóng dữ ha. Nhà hotel đằng sau mà không thấy hết. Dạ, xong quá chắc không dám tắm rồi hả? Không thấy sợ luôn à. Khi lên tới thứ hai thước không à. Đây nè, treo.
đập cái là nó bắt đầu lên rồi ha. Xưa là cái hồ bơi đó, bây giờ nó bỏ hết rồi đó. Đó. Đây có mấy cái cây này trồng nữa. Cũng nó chịu muối á, nó chịu cái muối biển á để nó không mọc được ha. Hồ bơi xưa là cũng gì đó, bây giờ bỏ quan tàn. Đây còn cốc nằm tiền rồi. Cốc nằm tiền. Giờ hết nằm tiền. Hôm nay có con chó nó có giữ nè. Chắc còn đồ gì kia đó. Để con chó nó giữ ở nhà đóng rồi. Đó giữa nhà để khu vực cấm. Sau này là cái này nếu mà giải phóng xong chắc là thấy đẹp lắm, bỏ hết mấy cái nhà, mấy cái chỗ mà người ta restaurant này kia, bỏ hết mấy cái đồ ta những vật những đồ ta xây cất này để nó thoáng đó. Hồi xưa đó tâm vô sắm biển sống có xấu mà thật tận dẫn tâm à. Đây bán nước cho mà giải khát. Ở đây